thủ lĩnh Hamas bị ám sát ảnh hưởng như thế nào đến chiến sự ở Gaza. Nga mở rộng vùng tấn công, lớp phòng thủ ở Torres của Ukraine sụp đổ. Nga tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật giai đoạn 3. Hungary ngăn EU ra tuyên bố chung về cuộc bầu cử ở Venezuela. Kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với bản tin tổng hợp kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày được chúng tôi tổng hợp và cập nhật liên tục. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 31 tháng 7, nhóm vũ trang của người Palestine cho biết ông Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của Hamas, đã bị ám sát tại Tehran. Tuyên bố của Hamas cho biết ông Haniyeh, người đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái vào nơi ở của ông ở Tehran sau khi tham gia lễ nhận chức của tân Tổng thống Iran. Thông báo không trực tiếp cáo buộc Israel có liên quan, nhưng cách dùng từ dường như ám chỉ tới phía Tel Aviv. Iran xác nhận thông tin ông Haniyeh thiệt mạng cùng với một vệ sĩ. Vụ việc này đặt ra nhiều câu hỏi lớn như điều gì sẽ xảy ra, hậu quả sẽ là gì, khu vực này sẽ đi về đâu. Điều này có thể buộc Iran phải trả đũa bởi ông Haniyeh bị ám sát trên đất của họ. Giáo sư Hassan Barari của Đại học Qatar cho biết ông không ngạc nhiên trước vụ ám sát ông Haniyeh. Ông nói, đây là chính sách đã được công bố của Israel. Thủ tướng Netanyahu đã nói rằng ông sẽ nhắm vào các nhà lãnh đạo Hamas bên trong hoặc bên ngoài Gaza. Rõ ràng là họ sẽ cố gắng làm điều này, nhưng tôi không ngờ điều đó lại xảy ra ở Tehran. Chúng ta biết, khi Israel nhắm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, người Iran đã phản ứng như thế nào và cộng đồng quốc tế đã tập hợp lại để ủng hộ Israel và cố gắng làm giảm khả năng xảy ra chiến tranh. Giáo sư Barari cho biết, Israel đã đi quá xa khi nhắm vào ông Haniyeh ở Tehran. Giáo sư nói, đây là một thông điệp gửi đến chính Tehran và là một thông điệp gửi đến mọi người rằng Israel quyết tâm tiếp tục xung đột. Ông Haniyeh là một trong những nhà lãnh đạo nổi bật nhất của Hamas, người đã tập hợp sự ủng hộ cho sự nghiệp của người Palestine trên toàn thế giới. Ông Haniyeh với tư cách là người đứng đầu bộ máy chính trị của Hamas đã ở Iran, vì Tehran là một trong những quốc gia ủng hộ người Palestine. Ông Haniyeh đã ở Iran để tìm kiếm sự ủng hộ sau khi một tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức vào ngày 30 tháng 7. Giáo sư của Đại học Qatar cho biết, ông Haniyeh không phải là nhà lãnh đạo Hamas đầu tiên bị ám sát. Vị giáo sư nhận xét, năm 2004, họ đã ám sát Sheikh Ahmad Yassin, một lãnh đạo tinh thần và là người sáng lập Hamas, một tháng sau khi họ ám sát người kế nhiệm Asin là Abdan Aziz Al-Rantisi ở Gaza. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ám sát các nhà lãnh đạo Hamas đã không khiến Hamas dừng lại. Ông Barari nói thêm, ông Haniyeh đã gia nhập Hamas ngay từ khi nhóm được thành lập vào năm 1987. Ông xuất thân từ một gia đình tị nạn, đã phải rời khỏi Israel. Ông đã tham gia phong trào kháng chiến của nhóm này qua nhiều thời kỳ. Ông là một trong những người nổi bật nhất trong Hamas. Sau năm 2003, ông đã đạt được rất nhiều sự ủng hộ trong số những người Hamas chỉ đơn giản vì lập trường, vị trí và sự xuất hiện trên phương tiện truyền thông của ông. Ông đã vào được cơ quan lập pháp của Hamas vào năm 2006. Ông vẫn là một nhân vật nổi bật cho đến khi bị ám sát. Thật khó để dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo sau vụ việc này. Điều này có thể dẫn đến tình hình nghiêm trọng hơn nhiều và quân đội Israel có thể leo thang xung đột trên khắp dải Gaza. Nhưng mặt khác, Thủ tướng Israel Netanyahu đã liên tục nhấn mạnh vào việc nhắm vào vị trí lãnh đạo cấp cao của Hamas và đây có thể là chiến thắng tuyệt đối mà ông đang tìm kiếm. Theo chuyên gia Hani Mahmoud, ông Ismail Haniyeh cũng là một nhân vật nổi tiếng trong số người Israel. Chúng ta đã từng nghe nói rằng nếu quân đội Israel có thể tiếp cận một nhân vật nổi tiếng, điều này có thể chấm dứt cuộc chiến này. Và vì vậy, vụ ám sát ông Haniyeh có thể làm tăng áp lực công khai của Israel lên Thủ tướng Netanyahu để chấm dứt chiến sự vì lãnh đạo cấp cao của Hamas đã bị loại bỏ, đạt được một trong những mục tiêu chính của cuộc chiến. Trong ngày qua, chiến trường Nga-Ukraine đã ghi nhận nhiều diễn biến mới. Theo đó, kênh RIBA đưa tin, lực lượng Moscow phá hủy một máy bay cường kích Su-25 của Ukraine đang đỗ tại sân bay Dohinseve ở vùng Dnipropetrovsk bằng UAV Lancet. Đổi lại, Kiev tấn công một số khu vực ở vùng Kursk của Nga bằng tên lửa và cũng thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào sân bay Mozdok ở Bắc Ossetia. Tất cả các mục tiêu đều bị phòng không bắn hạ. Trên trục Oleksandro Kalinove, Nga đã mở rộng vùng kiểm soát của họ ở khu vực tư nhân Kirovo và Atemovo, tiến về phía biên giới hành chính của Dzerzhin.
Theo hướng Donetsk, lực lượng Moscow đã bắt đầu một cuộc tấn công dọc theo đường cao tốc T-05-24 ở phía nam Peremoha, nơi một chiếc Leopard 2A4 của Ukraine gần đây đã bị một UAV phá hủy. Giao tranh đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía đông của Kostyantynivka. Trong khi đó, kênh Military Summary đưa tin tại mặt trận Kharkov tại Glibokye có những hoạt động mới sau khi Ukraine rút khỏi phía bắc ngôi làng. Lực lượng Moscow tiến từ khu rừng về phía tây, giành các vị trí có lợi. Theo hướng Sivers, ở phía bắc Zadolivka, Nga đã kiểm soát được vành đai rừng tiếp theo, tiến gần hơn đến thành phố. Phòng tuyến của Ukraine ở Donetsk tiếp tục sụp đổ khi lực lượng Moscow cải thiện vị trí của mình và kiểm soát phần lớn làng Zaline, cũng như kiểm soát hoàn toàn làng Pivdine. Lực lượng Kiev cố gắng giữ bằng được hai khu mỏ với các vị trí kiên cố để phòng thủ. Nếu cụm cứ điểm này sụp đổ, thành phố sẽ nguy ngập. Theo các nguồn tin của Ukraine, trên mặt trận Avdiivka, Nga đã tiến vào làng Timofeivka kiểm soát những ngôi nhà đầu tiên. Ở phía đông Ivanivka, Nga cũng cải thiện vị trí của mình dọc theo các cánh đồng. Tại Krasnogorivka, một video được xác định vị trí địa lý đã xác nhận sự hiện diện của lực lượng Moscow ở phần cực bắc của thành phố. Quân đội Ukraine hiện chỉ giữ được một vài con phố bên ngoài trung tâm. Phía nam Bobiada, gần thành phố Marinka, Nga đã phát động một cuộc tấn công trên bộ bằng một số xe bọc thép, tiến được hơn 1,5 km về phía nam. Lữ đoàn 79 của Ukraine hiện phải bảo vệ 3 khu vực tiền tuyến trong khu vực này, và theo lữ đoàn, tình hình không mấy khả quan. Các video định vị địa lý xác nhận lực lượng Moscow cũng đang giành được lợi thế ở Konstantinivka dọc theo các ngôi nhà dân sự. Phía đông Urazhene, một cảnh quay bằng máy bay không người lái của Ukraine ghi nhận các cánh đồng bên cạnh ngôi làng đã bị đối phương kiểm soát. Theo hướng Robotin, lực lượng Moscow đã xâm nhập các vị trí phòng thủ của Ukraine và các cánh đồng xa hơn ở phía đông ngôi làng. Một cảnh quay bằng máy bay không người lái trinh sát Nga cho thấy một chiếc Su-25 của Ukraine bị máy bay không người lái Lancet phá hủy tại sân bay Kryvyi. Theo kênh Ryadovka, lực lượng Moscow tiến vào Severny và Zeleny, chuẩn bị tấn công vào các bãi thải, đồng thời cũng là chuỗi cứ điểm bảo vệ vành đai ngoài Donetsk. Cụ thể, mũi xung kích của họ ở tiểu khu Zelenoye đã giành được chỗ đứng trên đại lộ Pioneer, đồng thời tiến về phía tây dọc theo các đường Kamak và Dekabristov đến thành phố Dektiarev. Điều này có thể thực hiện được một phần là nhờ sự hỗ trợ từ bãi chứa gần đó của mỏ Yunaya. Tại đây, lực lượng Moscow đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất và ngăn chặn Ukraine rút lui về bãi rác thải của mỏ Atyom. Trong tiểu khu Severnoye, các chiến binh Nga đã kiểm soát nhà văn hóa, cách đó khoảng 700 mét. Họ cũng kiểm soát một khu vực cộng đồng khá, đồng thời đánh bật lực lượng Kiev ra khỏi các tòa nhà cao tầng dọc theo đường Yunos và Novaya. Hành động của lực lượng Moscow chỉ rõ sự chuẩn bị tích cực cho cuộc tấn công vào bãi thải ở các mỏ Atyom và Severnaya nhằm đánh sập hoàn toàn vành đai phòng thủ bảo vệ vòng ngoài Donetsk. Ở một diễn biến khác, kênh Aden đưa tin, tại mặt trận Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển nhanh chóng ở New York khi hai cánh của họ thu hẹp khoảng cách, hình thành một vòng vây khá lớn, ôm trọn cụm binh lực Ukraine đang kẹt trong đồi hầm. Miệng túi chỉ còn chừng hơn 4 km trước khi Nga bao vây hoàn toàn lực lượng Kiev. Đáng chú ý, ở giữa nồi hầm là một chuỗi các ao hồ ngăn cản Ukraine rút lui suôn sẻ, và điều này rất dễ dàng có thể biến thành một cuộc tháo chạy hoảng loạn. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tính đến 22 giờ ngày 30 tháng 7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, trong 24 giờ có 108 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận. Nga tiến hành 71 cuộc không kích bằng 107 bom KAB, sử dụng 340 UAV và thực hiện khoảng 3.000 cuộc pháo kích. Báo cáo có đoạn. Đã có 6 cuộc giao tranh với Nga theo hướng Kharkov, 5 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ở các khu vực Tikhoye và Vovchan. Một trận chiến vẫn đang diễn ra gần Vovchan, tình hình đang được kiểm soát. Ước tính thiệt hại của đối phương lên tới hơn 100 người, 2 hệ thống pháo binh, 5 xe cơ giới và 4 thiết bị đặc chủng đã bị phá hủy. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kupian, Liman, Severs, Torres, Kurakovsky, Vremovsky và Orekhov. Báo cáo viết, Nga đang tấn công dữ dội vào phòng tuyến Ukraine theo hướng Pokrov-Avdiivka. Tại đây, trong ngày, đối phương đã thực hiện 40 đợt xung phong. Hoạt động lớn nhất của Nga vẫn tiếp tục ở các khu vực Novoalexandrivka, Vesaloye, Ivanovka, Zelanoye và Yasnobrodovka. Tổng cộng, lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi 22 cuộc tấn công theo hướng này, 18 cuộc giao tranh khác đang diễn ra.
Trên Telegram, Không quân Ukraine đã phát cảnh báo đỏ. Theo đó, tối ngày 30 tháng 7, quân đội Nga đã phóng UAV tấn công vào lãnh thổ Ukraine từ nhiều hướng. Cụ thể, vào lúc 21:52, một mối đe dọa từ UAV đã được báo cáo ở Sumy, sau đó lần lượt là các khu vực Dnipropetrovsk, Chernihiv, Kherson, Poltava, Kharkov, Nikolaev, Mykolaiv, Poltava, Kiev. Từ 0 giờ ngày 31 tháng 7, hoạt động của UAV Nga tiếp tục được cập nhật ở hàng loạt khu vực trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Thông báo mới nhất được phát đi lúc 6 giờ 16, tức 10 giờ 16 theo giờ Việt Nam ghi nhận. UAV Nga dồn dập xuất hiện ở khu vực Mykolaiv, Cherkasy, Kiev, Chernihiv và Baturin. Ukrainska Pravda dẫn tuyên bố của cơ quan quân quản Kiev cho biết, theo thống kê sơ bộ, rạng sáng ngày 31 tháng 7, Nga đã tấn công khắp lãnh thổ Ukraine bằng UAV và đây là cuộc tấn công lớn nhất vào Kiev kể từ đầu năm nay. Cảnh báo không kích ở thủ đô kéo dài hơn 7 giờ và phòng không đã bắn hạ hơn 30 UAV đối phương. Kết quả và hậu quả của đợt tấn công ồ ạt bằng UAV này đang được làm rõ. Trong khi đó, Ukrainska Pravda đưa tin, rạng sáng nay ngày 31 tháng 7, không quân Ukraine đã báo cáo về mối đe dọa tên lửa trên khắp cả nước do một chiếc MiG-31K có thể mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhan cất cánh ở Nga. Cảnh báo có đoạn, mối đe dọa tên lửa trên khắp Ukraine MiG-31K cất cánh từ Astrakhan. Đó vào lúc 2 giờ 40, thông báo mới nhất viết, mối đe dọa sử dụng tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kinzhan mau tìm chỗ ẩn nấp. Tới 3 giờ 26, cảnh báo nguy hiểm của MiG-31K đã được gỡ bỏ. Ngày 30 tháng 7, trên Facebook, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky cho biết, ông đã thảo luận về tình hình ở mặt trận với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Brown. Ông nói, chúng tôi đã thảo luận về tình hình hiện tại ở mặt trận. Tôi cảm ơn tướng Brown vì đã tăng cường đáng kể phòng không Ukraine và hỗ trợ vũ khí, đạn dược và thiết bị. Theo tướng Sisky, ưu tiên của Ukraine vẫn là đạt được ưu thế trên không và mở rộng khả năng hạ gục mục tiêu của đối phương, bất kể chúng ở đâu. Ngày 31 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã bắt đầu giai đoạn 3 của cuộc tập trận nhằm thực hành triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, theo quyết định của Tổng thống Liên bang Nga, giai đoạn thứ 3 cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân phi chiến lược đã bắt đầu. Các binh sĩ từ các quân khu miền Nam và miền Trung Nga sẽ huấn luyện cách triển khai đầu đạn giả cho các hệ thống tên lửa chiến thuật và tác chiến Iskander-M, sau đó bí mật di chuyển chúng đến bãi phóng. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, giai đoạn hiện tại của cuộc tập trận nhằm duy trì sự sẵn sàng về nhân sự và trang thiết bị của các đơn vị sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược Nga để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Nga đã tổ chức giai đoạn đầu của cuộc tập trận vào tháng 5 năm nay và đồng minh Belarus tham gia giai đoạn 2 hồi tháng 6 vừa qua. Ở giai đoạn đầu, quân đội Nga tập trung vào quá trình chuẩn bị đạn cho hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và trang bị đầu đạn đặc biệt cho hệ thống tên lửa siêu vượt âm Kinzhan. Trong khi đó, giai đoạn 2 của cuộc tập trận tập trung vào duy trì mức độ sẵn sàng chiến đấu về nhân lực và khí tài trong triển khai vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật để bảo vệ chủ quyền của nhà nước liên minh Nga và Belarus. Vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế để có thể sử dụng trên chiến trường, trái ngược với dòng chiến lược có phạm vi tấn công tầm xa xuyên biên giới và có sức công phá lớn. Moscow cho rằng các cuộc tập trận như vậy diễn ra là hoàn toàn bình thường và cần thiết bởi động thái đối đầu của Mỹ và các đồng minh châu Âu. Điện Kremlin tuyên bố Moscow mong cuộc tập trận sẽ làm dịu đi những cái đầu nóng ở các thủ đô phương Tây. Ngày 30 tháng 7, trong một cuộc họp, lãnh đạo tập đoàn Rostec đã báo cáo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tiếp tục sản xuất bom FAB-3000. Theo lãnh đạo Sergei Chemezov của Rostec, việc sản xuất bom FAB-3000 được tiếp tục với một mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh được nâng cấp. Ông cũng đã nói với nguyên thủ quốc gia về kết quả công việc của tập đoàn trong năm 2023. Ông Chemezov khẳng định, theo truyền thống, Rostec có tỷ lệ hoàn thành đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước cao với mức 99,5%. Trong khi đó, việc hoàn thành theo các mẫu đặc biệt cần trong khu vực hoạt động quân sự, việc thực hiện là 100%, chúng tôi không làm gián đoạn một hợp đồng nào. Đối với nhu cầu của Bộ Quốc phòng, các máy bay Su-34, Su-57, Su-35, IL-76, JAC-130, MI-28, trực thăng K-52, xe tăng T-90M mới đã được chuyển giao. Việc sản xuất thiết bị quân sự, pháo tự hành và đạn dược đã được tăng lên. Ông Chemezov cũng lưu ý đến thực tế là Rostec đã sản xuất hơn 1.000 xe bọc thép 3 STS Akhmat năm 2023,
lượng đạn dược được chuyển giao cho quân đội nhiều gấp 25 lần so với một năm trước đó. Khoảng 1.000 người từ các đội sửa chữa của Rostec đang tham gia vào việc phục hồi thiết bị quân sự trong khu vực hoạt động đặc biệt, ông Chemezov nói thêm. Ông cũng chỉ ra tình hình khó khăn tại các nhà máy thuốc súng được chuyển giao cho Rostec. Các doanh nghiệp này cần được đại tu và trang bị kỹ thuật. Mỗi quả bom FAB-3000 được cho là chứa gần 1,5 tấn thuốc nổ. Nếu so sánh sức mạnh của nó với tên lửa, quả bom này chứa tương đương 3 quả Iskander hoặc 4 quả Kali bên trong. Quả bom được thiết kế để phá hủy các cơ sở công nghiệp, cảng và bunker bê tông ngầm. Tại điểm rơi của FAB-3000, một hố sâu bằng một tòa nhà 3 tầng sẽ được hình thành. Trong khi đó, các công sự sẽ bị phá hủy bởi sóng xung kích và các mảnh vỡ của thân bom. Ngày 31 tháng 7, tờ Politico của Mỹ cho biết EU đã không thể thống nhất lập trường về cuộc bầu cử gây tranh cãi ở Venezuela sau khi Hungary phủ quyết một tuyên bố bày tỏ quan ngại về những sai sót và bất thường trong cuộc bỏ phiếu và kêu gọi tăng cường tính minh bạch. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố là người chiến thắng sau cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 28 tháng 7 với khoảng 51% số phiếu bầu so với 44% của đối thủ cạnh tranh Edmundo González Urrutia. Hai quan chức EU liên quan đến các thảo luận tiết lộ với Politico rằng các nước EU muốn thông qua một tuyên bố chung nêu lên mối quan ngại về kết quả vào đầu tuần này nhưng bị ngăn cản bởi lập trường của Budapest. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell sau đó đã công bố thông cáo, trong đó nói rằng các báo cáo đáng tin cậy từ các nhà quan sát trong nước và quốc tế chỉ ra rằng cuộc bầu cử đã bị ảnh hưởng bởi nhiều sai sót và bất thường dưới tên của chính ông. Nhận thấy Hungary có khả năng sẽ vẫn không nhượng bộ, ông Borrell đã đưa ra một tuyên bố tiếp theo mang tên mình vào ngày 30 tháng 7 thay vì tìm kiếm sự ủng hộ từ 27 quốc gia thành viên EU. Tuyên bố thứ hai của ông Borrell nêu rõ, dữ liệu mà phe đối lập Venezuela công bố cho công chúng đưa ra kết quả hoàn toàn khác so với kết quả mà chính quyền nước này công bố. Cho đến khi hồ sơ bỏ phiếu được công khai và xác minh, kết quả bầu cử đã công bố sẽ không được công nhận. Quyền phủ quyết của Hungary nhấn mạnh một sai sót cơ bản trong chính sách đối ngoại của EU. Theo đó, các quyết định, bao gồm cả các lệnh trừng phạt tiềm tàng trong tương lai đối với Venezuela, phải được nhất trí giữa 27 quốc gia thành viên của khối. Điều này đã khiến một số quốc gia, chẳng hạn như Đức, ủng hộ việc đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại theo đa số đủ điều kiện. Chính phủ Hungary hiện chưa đưa ra bình luận về động cơ phủ quyết của mình. Ngày 30 tháng 7, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala nhận định, thương mại toàn cầu đang trải qua thời kỳ khó khăn với sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ và các biện pháp đơn phương hạn chế thương mại trong bối cảnh những tác động của căng thẳng địa chính trị và biến đổi khí hậu tiếp tục là cơn gió ngược đối với kinh tế thế giới. Trong báo cáo thường niên của WTO, bà Ngozi Okonjo-Iweala nhận định xu hướng phân mảnh trong thương mại toàn cầu đã được đề cập từ nhiều năm qua và giờ đây xu hướng này có lẽ đang bắt đầu xảy ra cùng với những dịch chuyển địa chính trị. Tuy nhiên, bà Okonjo-Iweala nhấn mạnh vẫn có nhiều cơ hội cho tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu. Tổng Giám đốc WTO chỉ ra rằng tương lai thương mại phụ thuộc vào các lĩnh vực dịch vụ, số hóa và kinh tế xanh. Theo đó, tăng trưởng và tạo việc làm được thúc đẩy thông qua số hóa, đồng thời thương mại cũng giúp tăng cường an ninh lương thực toàn cầu và đẩy nhanh tiến độ hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không. Viện dẫn số liệu thực tế, người đứng đầu WTO cho biết khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu trong năm 2023 đã giảm 1,2% sau khi tăng 3% vào năm trước đó do nhiều nước chịu tác động của tình trạng lạm phát kéo dài và giá năng lượng cao. Tuy nhiên, sự suy giảm này đã được bù đắp một phần nhờ tăng trưởng mạnh mẽ 9% trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, một phần là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động du lịch sau đại dịch COVID-19. Trong năm 2023, tổng giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ đạt gần mức cao kỷ lục là 30.400 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, thương mại kỹ thuật số đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với thương mại truyền thống. Thế giới đã ghi nhận những tiến triển trong nỗ lực định hình Bộ Quy tắc Thương mại Kỹ thuật số toàn cầu vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, khi hàng chục quốc gia đã đưa ra được một văn bản dự thảo về vấn đề này sau quá trình đàm phán. Tuy nhiên, nỗ lực này cần đạt được một văn bản cuối cùng, thu hút sự tham gia của nhiều bên hơn nữa, nhất là khi Mỹ và một số nước khác chưa tham gia. Dự thảo đề cập các biện pháp nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch kỹ thuật số,
chẳng hạn như bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến, số hóa các thủ tục hải quan và công nhận chữ ký điện tử. Ủy viên thương mại của Liên minh châu Âu, ông Vadis Dombrovskis đánh giá, đây là bước đi mang tính lịch sử khi các nước đã bắt đầu đàm phán về các quy tắc đầu tiên trên thế giới về thương mại kỹ thuật số. Theo ông, điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch điện tử, thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy các nước đang phát triển hướng tới nền kinh tế kỹ thuật số.